có hai vợ chồng già nọ sống ở trang trại rộng lớn. Ông bà nuôi nhiều bò sữa nhất vùng. Ông bà có cô con gái hay mơ mộng, hàng ngày cô giúp bố mẹ công việc cho bò ăn và vắt sữa bò. Mặt mũi cô lúc nào cũng nhem nhuốc, quần áo dính đầy sữa. Cô làm việc thường không tập trung mà luôn mơ mình sẽ trở thành một nàng công chúa xinh đẹp, sống trong tòa lâu đài tráng lệ. Các hoàng tử ở khắp nơi sẽ tìm đến xin được gặp cô. Ta sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp. Một hôm, cô đội xô sữa vừa vắt xong trên đầu đi đến chợ bán. Vừa đi, cô vừa nghĩ: số tiền vừa kiếm được sau khi bán xô sữa này, mình sẽ mua một đàn gà con. Mình sẽ chăm cho chúng lớn thật nhanh, rồi lại đem đi bán. Mình sẽ mua một đàn gà con. Tiền bán gà, mình sẽ mua một chiếc váy thật lộng lẫy, một đôi giày đẹp lung linh để đi trong đêm hội sắp tới. Khi ấy, mọi người sẽ trầm trồ khen mình. Các chàng trai sẽ tranh nhau để được khiêu vũ cùng mình. Thật tuyệt nếu mình diện chiếc váy mới vào đêm Giáng sinh. Khuôn mặt cô đã ửng lên vì ngượng. Mình sẽ chọn chàng trai nào đẹp nhất, khiêu vũ giỏi nhất. Mình sẽ cùng chàng trai bước nhảy theo điệu nhạc du dương. Sẽ có chàng hoàng tử đến tìm mình. Rồi cô nghiêng người như đang khiêu vũ, làm xô sữa trên đầu đổ ào xuống. Cô bối rối, buồn rầu nhìn cái xô không còn giọt sữa nào. Ôi không, mình đã làm đổ hết sữa rồi. Sẽ chẳng có tiền, chẳng có gà, chẳng có váy nào hết. Và sẽ chẳng có chàng trai nào thèm để ý đến mình. Thấy con gái đi về, quần áo dính đầy bùn đất. Bà mẹ thở dài: con lại làm đổ hết sữa rồi đúng không? Lần sau, khi làm việc, con cần tập trung vào nhé. Ồ, con gái, con về nhanh vậy à? Cô im lặng nghe lời mẹ. Cô hối hận vì suốt ngày mơ mộng nên hay làm hỏng việc. Mẹ ơi, từ nay con sẽ làm việc chăm chỉ ạ. À. Cô gái nhìn mẹ, giọng nói đầy quyết tâm. Dạ, con sẽ làm việc chăm chỉ để có thể xây được một ngôi nhà thật đẹp ạ. À. Chỉ cần con luôn vui vẻ và chăm chỉ, rồi sẽ đến ngày chúng ta có mọi thứ mình mong muốn. Bà mẹ nhẹ nhàng đáp lời con, rồi hai mẹ con lại bắt tay vào công việc hàng ngày. Chúng ta cho đàn bò ăn thôi nào.